ngược dòng sông Vệ về với xã Thành Thiện, huyện Nghĩa Hành, nơi có những vùng cây ăn quả đang đơm hoa kết trái. Chúng ta ghé thăm xưởng làm lòng chim của chàng thanh niên đặc biệt Đỗ Văn Đình Dũng và lắng nghe câu chuyện thề cùng sự nỗ lực vươn lên của chàng trai này. Chính thức mà về mở chỗ lồn để sản xuất ra lòng chim mình bón ra làm cũng được gần 2 năm là mở tại nhà. Còn trước đó là mình có đi lồm ở ngoài Huế mấy năm, hơn hai năm lồm cho người ta ở ngoài Huế. Rồi trong quá trình đó thì mình học hỏi thêm kinh nghiệm để đưa ra những cái sản phẩm nó đẹp hơn. Còn cái lượng khách hàng trong vòng hơn năm nay mình gây dựng lên thì cũng chưa gọi là nhiều, nhưng mà cũng được là có những anh em thân thương, khách quen họ đã mua qua cái sản phẩm của mình rồi đó, thì họ đánh giá cái chất lượng sản phẩm của mình rất là cao. Mỗi một chiếc lồng á thì để hoàn thiện nó lồm, nếu mà gọi là tính lồm liên tục luôn á thì nó có tầm một ngày rưỡi đến hơn ngày. Đó là những cái mẫu lồng đơn giản, những cái mẫu lồng mà gọi là không cầu kỳ gì hết. Còn những cái mẫu mỏi mà nó cầu kỳ hơn, nó phức tạp hơn và cái độ khó nó có thì có thể thời gian lồm nó lên đến 3 ngày đến 4 ngày tùy theo một cái sản phẩm. Bởi vì mỗi cái sản phẩm mình đưa ra đó là cái độ yêu cầu, cái độ khắt khe của mình đạt cho cái sản phẩm đó nó rất là cao. Ví dụ như cái độ chính xác, cái độ lồng nguội, cái độ sạch sẽ của lồng và cái độ chuẩn, độ nét của lồng nó cao, nên là cái thời gian lồng nó sẽ kéo dài hơn. Hiện tại giá thành sản phẩm á, trừ hết nguyên liệu, hết chi phí để lên một cái lồng đó và mình kiếm thêm một ít tiền công trong mẫu sản phẩm thì giá của nó tùy thuộc vào từng loại lồng và từng mẫu lồng thì nó sẽ có những cái giá chênh lệch khác nhau, từ 1 vài triệu cho đến cô cấp hơn là 10 triệu, mười mấy triệu. Chân của mình là bị bệ liệt lúc nhỏ, lúc sinh ra là cũng bị lúc 7 tháng, 8 tháng tuổi á. Thì lúc đó mình cũng nghe ba mẹ kể lại thôi chứ còn mình cũng không biết, bởi vì lúc đó quá nhỏ mà. Hồi đó là điều kiện đi lễ vô thăm rồi này kia nó khó khăn, rồi bị xấu, gọi là bị sốc bệ liệt á, rồi dẫn đến là mình bị bẻ hơi chân. Thì lúc nhỏ là nó không đi được, nó yếu, nhưng mà sau này lớn lên thì có đi là đỡ hơn một tí, có đi là được, nhưng mà nó không được hoàn liền như những người khác. Thì nói chung là trong cái cuộc sống hàng ngày thì nó cũng có nhiều cái mặt cổm và có nhiều cái phức tạp lắm, như là mệt cổm này kia với bạn bè, với xã hội. Nhưng mà đó là những lúc buồn về trước thôi, chứ còn nhìn đi nhìn lại thì mình cũng còn ma mén hơn rất là nhiều người, nên là cố gắng phấn đấu trong cuộc sống thôi, chứ cũng không gọi là buồn nhiều về cái vấn đề này, cố gắng vươn lên vượt qua số phận thôi.